Một cái phần cuối, một cái phần cuối email thì bao giờ nó cũng là cái phần chữ ký email. Thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tạo ra chữ ký email. Thì ở đây thì có những người, người ta đơn giản thì người ta ký rất đơn giản, tên, số điện thoại rất là xong. Có những người phức tạp, ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi nói đùa đấy, viết một cái chữ ký email rất là dài, đúng không ạ? Tên tôi này, công ty tôi này, cơ quan tôi này, đúng không ạ? Nghề nghiệp của tôi này, chuyên gia, giảng viên, đào tạo, tư vấn này, học vấn của tôi này, tốt nghiệp mà MBA, rồi tốt nghiệp MA ngành luật này, rồi số điện thoại, email, website, Twitter, v.v. rất là nhiều. Thì tôi đánh giá đây là một cái chữ ký tương đối là đồ sộ, và lời khuyên của tôi là các bạn không nên làm theo như vậy, vì trông nó cũng có vẻ là hơi phức tạp, rối rắm. Chúng ta cố gắng đơn giản nhất có thể. Đấy. Thế tất nhiên là các bạn đến đây các bạn đã cười đúng không ạ? Các bạn bảo ôi dồi ôi, giảng viên chuyên gia mà làm hoành tráng thế này lại khuyên chúng tôi làm đơn giản. Vâng, thực ra là tôi muốn nói ở đây là nó phụ thuộc vào quan điểm đúng không ạ? Tôi thì muốn là mọi thứ nó cũng đầy đủ rõ ràng, cho nên là trông nó cũng hơi nhiều. Thế còn nếu mà các anh chị muốn đơn giản thì các anh chị hãy đơn giản. Ở đây tôi cũng không đánh giá là đơn giản thì là xấu, đồ sộ thì là đẹp, hay đồ sộ thì là xấu và đơn giản là đẹp. Đây là nó hoàn toàn là quan điểm cá nhân, để làm sao họ tiện, họ liên hệ có đầy đủ thông tin. Thế thì cái việc làm cái chữ ký này như nào thì tôi nghĩ nó cũng khá là đơn giản, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị. Để đây chúng ta cái vào cái phần setting. Phần setting hay là mọi người dùng tiếng Việt thì nó là phần thiết lập. Trong phần thiết lập này ở đây thì các anh chị thấy là trong Gmail nó cũng có rất nhiều các dịch vụ và các anh chị sẽ dùng thêm nhá. Thì tôi cũng không có nhiều thời gian để tôi giới thiệu hết, chứ còn những cái này thì tôi cũng biết sử dụng hết đấy, tôi có thể giới thiệu cho các anh chị. Thì tôi chỉ hướng dẫn mỗi cái phần thiết lập là chữ ký signature, đúng không ạ? Nếu mà các anh chị chọn vào nút là no signature thì sẽ không có chữ ký. Đấy, còn nếu mà các bạn là chọn vào chữ ký như thế này, thậm chí ở đây tôi cũng có rất nhiều cái email, bởi vì đây là những cái email mà tôi làm việc cho các công ty thì họ cấp email, đúng không ạ? Và tất cả những email này họ đều đổ đến một cái email của tôi. Đấy, nên các bạn sẽ làm cái chữ ký ở đây, các bạn đánh vào đây. Mục đích duy nhất của chữ ký đấy là để cho khách hàng người ta tiện khi người ta tìm, người ta muốn tìm số điện thoại, tìm website hoặc tìm Facebook của bạn, tìm email của bạn nó thuận tiện thế thôi. Và chúng ta có thể cầu kỳ hơn bằng cách là chúng ta có thể cài cái ứng dụng chữ ký. Ví dụ như các bạn thấy là có rất nhiều người có cái chữ ký là có hình ảnh, có hình ảnh. Ví dụ như là nó có một cái banner của công ty ở phía cuối, hay là những cái biểu tượng nút mạng xã hội, thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái đấy rất là dễ, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái tính năng là vacation responder, tức là tính năng trả lời tự động khi mà nhận được thư. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt nội dung là kiểu như là cảm ơn bạn, chúng tôi đã nhận được thư của bạn và chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất trong vòng 24 giờ, vân vân, kiểu như đấy.